Ok anh em nhá. Bây giờ em sẽ đi ra đi chiếc nhẫn nô một server anh em ạ. Cho anh Võ Đăng Quyền Linh. Để anh em bây giờ anh em sau khi em giao dịch anh em sẽ biết được cái giá trị của nhẫn vừa mới oánh được tối qua thì sáng nay bay luôn anh em ạ. Và có khá nhiều anh em đi cửa sau để có thể sở hữu cái nhẫn này. Nhưng mà anh Võ Đăng Quyền Linh là người trả cái giá cao nhất. Đây. Một cái nhẫn nô một server anh em ạ. Nô một server. Nô một server. Nô một server anh em nhé. Đỉnh không anh em? Quá đỉnh luôn. 30 à? Nhẫn 2540. Một cái nhẫn 2540 nô một server sẽ ra đi với giá là bao nhiêu? Còn tiếp nha anh em. Không phải 30 đâu anh em à. Không phải 30 đâu. Tiếp tục. Làm sao 30 được anh em? Để giao dịch tiếp đã. 30 làm sao được anh em? Cái nhẫn 2540. Nhẫn 2540 anh em ạ. Giá ra đi của nó là 50 kim, tương đương với khoảng tầm là 3 triệu 2. Bót lại em phát. Bót lại em phát. Bót lại em. Em phát. Bót lại em phát. Bót lại em phát. Bót em phát. Bót nhân. Bót nhân. Bót nhân. Đây 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 đây. Để cho anh em xem lại. Bot kênh mật này anh. À mà anh ấy mà dùng được thì đây. Chưa thấy đeo. Gửi mật này anh. À đây 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 đây. Đây. Cho anh em xem cái nhẫn. Đấy. Cái nhẫn này tối qua em vừa oánh được anh em ạ. Tối qua vừa oánh được 25-40. Mắc ộp luôn. Nhẫn nô một server. Có thể như về cái sức mạnh ấy, nó không chênh lệch với những cái nhẫn khoảng tầm 19-40 nhiều lắm. Nó chỉ vài điểm kháng hỏa thôi. Có thể sinh lực nó còn thấp hơn cơ. Nhưng mà vấn đề là gì? Nó đẹp. Nó mắc binh. À, nó mắc ộp. Nhìn nó chất. Thế thôi. Mà đã là cao thủ á. Người ta nhìn và người ta nhìn cái món đồ người ta ưng. Người ta thích. Đúng không? Là người ta múc tôi anh em. Ok anh em nhá. Sáng nay là đáng là chốt chốt là sáng nay bán rồi anh em ạ. Sáng nay bán rồi nhưng mà tối mới giao dịch được tại sáng em bận. Đó. Sáng nay nhiều anh em hỏi mua lắm anh em ạ. Ôi nhiều lắm. Nhưng mà thường thường anh em trả cái giá khoảng tầm 30 kim. Thì anh Võ Đăng Quyền Linh anh Võ Đăng Quyền Linh múc với giá 50 kim. Ưng lên. Cảm ơn anh em nhé.